Hello, xin chào cả nhà. Rồi, em lên cho cả nhà một con đồng hồ Invista. Đó, size 40 nha. Nguyên hộp nè. Đó, nguyên hộp từ Mỹ về luôn. Mới 100% chưa sử dụng luôn nha. Còn sổ sách nè, táp nè, seal nè. Đầy đủ luôn. Con này là size 40 nha, dành cho anh em tay vừa. Đó, ví dụ 16, 17, 18, 19, 20 đeo được luôn. Đây. Còn nguyên táp nè, 695 đô là cỡ 16 triệu, 16 17 triệu đó nha. Đó. Mới 100% đồng hồ cơ automatic của Mỹ nha. Đây automatic và đặc biệt con này là dòng lặn. Lộ máy luôn. Đó, full vàng rất là đẹp. Đó, cọc số nổi nè trên niềng nè, rất là đẹp luôn nha, niềng nè. Đó. Đeo là bao ngầu luôn. Đây là đồng hồ cơ mới 100% nguyên siêu, nguyên táp, đáy còn siêu luôn. Chạy bộ máy là NH35A của Seiko, 24 chân kính nha. Đó, con này chống nước đến 200 m, sản xuất tại Malaysia nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, cái bộ máy này là cực kỳ bền luôn. Nè, ví dụ Invista của Mỹ nè, Seiko Automatic NH35A Movement là bộ chuyển động. Đó, của Seiko đó, Invista hợp tác với Seiko nha. Đó. Bởi vậy cái dòng máy này là cực kỳ ngon luôn, hơn mấy con ba cái con Seiko 5 rồi nha. Thì cái bộ máy này nó có tay nè, nó có hacking stop luôn. Rất là bền nè. Lên code nè, mấy con Seiko 5 đừng có nói chuyện có tay ở đây. Đó. Chỉ có những con Seiko 5 đời sau này mới có sử dụng bộ máy mới, đời mới mới có nha. Nè. Có tai nè, có hacking stop nè. Đó. Con này là dòng lặn luôn, chống nước 200 m. Trời ơi là quá trời xuất sắc luôn. Bình thường đồng hồ cơ chỉ có chống nước 50, 30, 100 m là hết watt. Con này đến 200 m. Đó. Dạ quang rất là sáng nha, dòng lặn, lộ máy nha. Mới 100% nguyên hộp luôn, nguyên hộp luôn. Đây em còn cái vỏ ngoài cũng nè, đó mới 100% nha. Đây nấm nè, khóa nè, khóa nguyên siêu nè. Giờ chỉ việc đeo thôi cả nhà, về ra thợ cắt mắt đó, niềng xoay rất là xịn sò nha. Rồi em xin hết nha.